bài giảng hôm nay tôi cũng phải. Hôm nay được nghe cậu Du chia sẻ, cuối cùng chúng tôi cũng hiểu. Nếu tin Chúa mà chỉ tin danh Đức Chúa Giêsu thì chẳng thể được cứu rỗi lên thiên quốc. Đúng vậy. Tiếp nhận Đức Chúa Giêsu tái lâm, dân phục công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt mới là cách để được cất lên vương quốc thiên đàng. Đúng. Bây giờ vẫn còn rất nhiều anh chị em không hiểu được lẽ thật này. Họ sống trong quan niệm ảo tưởng của mình, cho rằng chỉ cần tin vào danh Chúa, giữ vững kinh thánh, nghe lời các mục sư và trưởng lão thì khi Chúa tái lâm sẽ được cất lên thiên đàng. Đúng rồi đó. Họ theo các mục sư trưởng lão chống đối lên án sự tái lâm của Chúa mà không hề hay biết. Đúng rồi đó. Xem ra rốt cuộc tin Đức Chúa Trời là gì, phải tin Ngài ra sao mới được chấp nhận cất lên vương quốc thiên đàng. Đây là lẽ thật mà các anh chị em cần phải hiểu. Phải vậy. Cậu Du à, hay là như vậy đi, ngày mai tôi gọi các anh chị em đến, rồi cậu chia sẻ với mọi người, cậu thấy sao? Hay lắm, được vậy thì cũng Chúa Trời. Vậy ngày mai tôi gọi thêm một anh em đến, chúng ta cùng nhau trao đổi. Vậy thì hay quá. Rồi, cũng sẽ gọi thêm anh chị em trong hội thánh. Vậy thì hay quá. Đúng vậy. Chị Dương, mọi người đến rồi hả? Phải, dạ chào chị. Xin chào. Mấy ngày hôm nay nhờ cậu Du mà chúng ta hiểu lẽ thật của việc tin Đức Chúa Trời. Xem ra cách chúng ta tin Đức Chúa Trời lúc trước đúng là có hơi lệch lạc rồi. Tin Chúa quan trọng nhất là phải làm theo lời của Chúa, thực hành lời Ngài trong mọi sự mới là dân phục công tác của Đức Chúa Trời. Đúng vậy. Nhưng mà hình như chúng ta chỉ tập trung vào công tác rao giảng cho Chúa mà không tập trung thực hành và trải nghiệm lời Ngài. Đúng vậy. Bên cạnh đó, một sư trưởng lão diễn giải kinh thánh đa phần là cứ trích những lời của Phao-lô nói, hiếm khi trích lời Đức Chúa Giê-xu. Cũng đúng. Cũng vì vậy mà chúng ta bất giác biến thành thờ phượng Phao-lô, noi gương theo Phao-lô. Đúng là như vậy. Nên cũng khó tránh lệch khỏi con đường của Chúa. Theo cô có phải là lệch lạc đức tin không? Quả là vậy. Bây giờ xem như chúng ta đã hiểu ra, chúng ta tin Chúa mà không tuân theo lời Ngài, lại mù quáng đi tin lời của các mục sư, trưởng lão, sao mà không lệch lạc được chứ? Chúng ta đúng là ngu muội vô tri. Được đây. Họ xem lời của Phao-lô là lời của Đức Chúa Trời. Cậu nói đúng. Nhất là chuyện nghinh tiếp Chúa tái lâm. Mục sư trưởng lão không ngừng trích lời của Phao-lô. Muốn chúng ta chuyện gì cũng phải dân phục nhà cầm quyền. Thậm chí còn tuyên bố rằng điều gì bị nhà cầm quyền lên án thì không phải là chính đạo. Kết quả là Đức Chúa Trời toàn năng đã công tác bao nhiêu năm mà chúng ta chẳng mưu cầu tìm hiểu. Chị nói đúng. Còn theo các mục sư trưởng lão lên án công tác của Đức Chúa Trời toàn năng, suýt nữa chúng ta đã thành tội nhân của nhiều thời đại, chuốc lấy sự nguyền rủa trừng phạt của Ngài. Hậu quả thực sự rất là nghiêm trọng. Giờ mà nghĩ đến chuyện đó tôi thấy thật đáng sợ. Đúng vậy. Chúng ta đã nghe một sư trưởng lão giảng kinh thánh bao nhiêu năm qua, nhưng lại chẳng hiểu gì về lời của Đức Chúa Giêsu, mà ngược lại chỉ nhớ lời của Phao-lô. Nếu cứ như vậy, vị trí của Đức Chúa Giêsu trong lòng ta sẽ ngày càng nhỏ bé, chẳng phải chệch khỏi lối Chúa sao? Phải đó. Đúng đó. Chúng ta mù quáng dân phục lời của một sư trưởng lão, chuyện gì cũng để các mục sư trưởng lão kiểm soát. Cả việc tìm hiểu chính đạo cũng phải đi hỏi một sư trưởng lão. Đúng vậy. Như vậy chẳng phải chúng ta thờ phượng và đi theo con người sao? Đúng vậy. Các vị nói như vậy tôi không tán thành. Cậu Du đến rồi hay vậy? Tới rồi. Qua đây đi. Vị này là... Chào cậu Du. Đây là anh Triệu. Cậu Triệu, chào cậu. Qua đây ngồi. Các anh chị em ngồi xuống hết đi. Dạ, sao chứ? Chúng ta phải nghe cho kỹ, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Dạ. Chúng ta tình Chúa cũng vì mong mỏi Ngài đến thôi. Phải nắm bắt cơ hội này. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Xin Ngài dẫn dắt chúng ta. Các anh chị em, chủ đề vừa rồi mọi người thảo luận, xin cứ tiếp tục. Phải đó chị Mã, chị nói tiếp đi. Vậy tôi xin nói tiếp. Lời các vị vừa nói tôi không tán thành. Lời của Phao-lô đã được ghi chép vào trong kinh thánh, chúng được Đức Chúa Trời cảm thúc là lời của Đức Chúa Trời. Amen. Phải. Mục sư trưởng lão nói về lời của Phao-lô nhiều hơn các lời khác một chút, cũng là làm chứng cho Chúa, tôn cao Chúa, cũng không lệch khỏi kinh thánh, rời xa lời của Chúa. Amen. Chúng ta tin Chúa là tin kinh thánh. Bất kể giáo phái nào, chỉ cần là lệch khỏi kinh thánh thì là dị giáo. Amen.
Chúng ta tin Chúa nên phải luôn làm theo Kinh Thánh, đều phải tuân thủ những lời trong Kinh Thánh. Đúng vậy. Kinh Đúng. Thánh là kinh điển của Cơ Đốc giáo, là nền tảng tín ngưỡng của chúng ta. Amen. Rời xa Kinh Thánh là không tin Chúa. Rời bỏ Kinh Thánh thì làm sao còn tin Chúa nữa? Phải. Đúng vậy, là không tin Chúa. Lời của Chúa đều được viết trong Kinh Thánh. Còn nơi nào khác để tìm lời Ngài sao? Chúng ta tin Chúa không dựa trên Kinh Thánh thì dựa trên cái gì? Đúng theo rồi. Mọi người, có đúng hay không? Đúng vậy. Còn gì nữa? Kinh Thánh là nền tảng đức tin của chúng ta. Mấy ngàn năm nay, chẳng phải Cơ Đốc nhân tin Chúa dựa trên Kinh Thánh sao? Đúng vậy. Các vị nhìn đi, tín hữu nào lại không cầm Kinh Thánh trên tay? Đúng. Những người không có Kinh Thánh chắc chắn không phải Cơ Đốc nhân. Người ngoại đạo chắc chắn không có Kinh Thánh, vì họ không phải là người tin Chúa. Đúng vậy. Cho nên, chúng ta tin Chúa là tin vào Kinh Thánh. Chỉ cần giữ gìn lời trong Kinh Thánh, bám chặt Kinh Thánh, tức là tin Chúa, tuyệt đối không sai được. Amen. Chị Mã, các chị nói rằng lời của Phao-lô nằm trong Kinh Thánh, được Đức Chúa Trời cảm thúc là lời Đức Chúa Trời. Hai chị nói như vậy không hợp lý lắm. Đức Chúa Giê-xu có nói mọi thánh thư đều được Đức Chúa Trời cảm thúc không? Đức Thánh Linh có làm chứng cho điều đó không? Không có. Nếu vậy, sao có thể nói lời trong Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc? Những ai am hiểu Kinh Thánh đều biết những lời Đức Chúa Trời truyền qua các tiên tri đều được đánh dấu rõ ràng. Lời nào được Đức Chúa Trời cảm thúc, lời nào là của Ngài, lời nào là của con người, vừa xem đã thấy được ngay. Đúng vậy. Mà trong thư tín của Phao-lô vốn dĩ chưa từng khẳng định lời ông nói do Đức Chúa Trời cảm thúc và là lời của Ngài. Vậy các vị dựa vào đâu để nói lời của Phao-lô là lời của Đức Chúa Trời? Đúng vậy. Phao-lô là tiên tri sao? Không phải. Trong Kinh Thánh có nói Đức Chúa Trời chỉ thị Phao-lô truyền đạt lời Ngài không? Không. Đúng vậy, giống dĩ không có. Chúng ta đều biết rằng Phao-lô chỉ là một sứ đồ truyền phúc âm. Thư tín ông viết cho các hội thánh chỉ là nỗ lực để an ủi và khích lệ các anh chị em vào những thời khốn khó thôi. Đúng. Nhưng những lời này chỉ đại diện cho kinh nghiệm và hiểu biết của Phao-lô, đều là lời của con người. Sao có thể là lời được cảm thúc và đến từ Đức Chúa Trời? Đúng vậy. Có một điểm chúng ta cần phải rõ. Chỉ có Đức Chúa Trời nhập thể bày tỏ được lời Đức Chúa Trời, bởi thực chất của Đấng Christ là chính Đức Chúa Trời. Amen. Còn Phao-lô chỉ là con người, không phải là Đấng Christ. Cho nên lời Phao-lô nói, dù có được ghi chép trong Kinh Thánh, cũng là lời của con người. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Đúng là vậy. Chính xác. Lời của Đức Chúa Trời là lời Ngài, lời của con người là lời của con người. Lời của con người không thể trở thành lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể xem lời của con người là lời của Đức Chúa Trời chỉ bởi vì chúng được ghi lại trong Kinh Thánh. Đúng vậy. Nếu biết rõ đó là lời của con người mà vẫn muốn xem chúng như lời của Đức Chúa Trời, thì chẳng phải đang bóp méo sự thật, phản bội lẽ thật sao? Chẳng phải là chống đối phạm thượng với Đức Chúa Trời sao? Đúng rồi. Anh Trịnh nói rất chính xác. Ê, thật không ngờ anh Trịnh chỉ mới nghe tia chớp phương đông có mấy tháng mà có thể nói những điều thấu suốt đến vậy. Đúng là tiến bộ vượt bậc. Đúng rồi. Vậy thì tốt quá. Xem ra tia chớp phương đông là công tác của Đức Chúa Trời thật. Quả là có lẽ thật. Đúng vậy. Phải. Đúng rồi đó. Đúng rồi còn gì. Sao chị Giang không đến vậy cậu Lưu? Có chuyện gì à? Họ không tới đâu. Họ theo anh Trịnh đi nghe tia chớp phương đông giảng rồi. Cái gì? Trời ạ. Nếu cả anh Lưu và chị Giang cũng tin vào tia chớp phương đông thì rắc rối to rồi. Phải đó. Họ rất có thanh thế trong hội thánh, chắc chắn họ sẽ bảo những người khác tin tia chớp phương đông. Phải đó. Tiếp tục như vậy, các trụ cột trong hội thánh và các tín hữu tốt khác đều sẽ tin vào tia chớp phương đông và hội thánh của chúng ta không tồn tại được nữa. Các thành viên tốt nhất hội thánh chúng ta đều đã tiếp nhận tia chớp phương đông. Phải đó, họ đều hiểu về Kinh Thánh mà. Tia chớp phương đông này đúng là lợi hại thiệt. Chúng ta cố ngăn cản họ theo đuổi nó nhưng vẫn không ngăn được họ tìm hiểu về tia chớp phương đông. Đúng vậy. Ở trong giáo hội, số người tin Chúa càng ngày càng ít đi. Trưởng lão Tôn, theo ông phải tính làm sao đây? Phải nghĩ cách gì đi chứ? Đúng vậy. Phải nghĩ cách gì đi? Theo tôi thấy, với đám người Trịnh Tầm chỉ khai trừ là chưa đủ. Ta phải khiến bọn họ thân bại, danh liệt. Đúng. Tốt nhất là chúng ta dụ dỗ các anh chị em
trong hội thánh cầu nguyện xin Chúa nguyền rủa họ. Phải nguyền rủa họ đó. Tôi cũng thấy vậy. Đồng thời, mỗi người đều phải tuyên thệ với Chúa sẽ không tìm hiểu tia chớp phương đông, không đọc lời Đức Chúa Trời toàn năng. Đúng vậy. Nếu làm như vậy, sẽ không ai tìm hiểu về tia chớp phương đông nữa. Mọi người xem, làm cách này có ổn không? Tôi thấy được. Trưởng lão Tôn, theo tôi thấy, nếu chúng ta không muốn tín hữu đi nghe tia chớp phương đông giảng, chúng ta nên bảo với họ rằng Trịnh Tâm đã bị người của tia chớp phương đông dùng tiền mua chuộc mất rồi. Phải. Nếu không thì sao hắn có thể tin tưởng tia chớp phương đông tới như vậy? Phải. Con người á, ai ai cũng sống vì tiền, không có lợi sẽ không làm đâu. Phải rồi. Nếu chúng ta nói như vậy, chắc chắn mọi người sẽ tin. Cách này đúng là rất hay. Cứ vậy mà làm. Đúng. Cách này rất hợp lý. Đúng. Còn nữa, hội thánh cũng vừa mới nhận được tài liệu từ chính phủ và giới tôn giáo về việc chống đối và lên án bọn tia chớp phương đông, được sắp xếp thành các quyển sổ nhỏ. Các vị mang những tài liệu tuyên truyền này đưa đến tận tay cho các tín hữu. Được. Vậy thì tín hữu sẽ không lắng nghe tia chớp phương đông giảng nữa. Đúng rồi, rất là hợp lý. Trưởng lão Tôn, chúng ta chống đối tia chớp phương đông là đang dân phục chính phủ cầm quyền, hoàn toàn đúng với kinh thánh. Đúng. Nếu loan tin đồn về tia chớp phương đông, chẳng phải là làm chứng dối chống lại người khác sao? Đúng rồi. Đức Chúa Giê-xu đã cấm người ta làm chứng dối. Chúng ta làm vậy thì có đắc tội với Chúa không? Có gặp phải báo ứng không? Đúng rồi, tôi cũng thấy vậy. Trong lòng tôi thấy không được ổn cho lắm. Anh biết cái gì? Không làm như vậy thì chẳng lẽ cứ cho các tín hữu tin vào tia chớp phương đông sao? Đối với tia chớp phương đông tuyệt đối không thể nương tay. Chúng ta làm như vậy là đang bảo vệ con chiên, bảo vệ hội thánh. Phải gọi là trung thành với Chúa mới đúng. Trung thành với Chúa, bảo vệ con chiên hả? Nhưng vẫn không thể loan tin đồn hại người. Chuyện này thật sự tôi không hiểu được. Anh tin Chúa bao nhiêu năm, cả chút chuyện này anh cũng không hiểu. Chuyện này phải nhìn như vậy. Để bảo vệ hội thánh, chúng ta phải bất chấp thủ đoạn. Chỉ cần xuất phát điểm của chúng ta là đúng đắn thì không tính là làm việc ác. Amen. Đúng vậy. Mọi người cứ yên tâm đi thực hiện. Nếu có vấn đề gì, tất cả trách nhiệm tôi sẽ gánh hết. Nói vậy nghe được đó. Nếu vậy thì tôi đồng ý. Bây giờ chúng ta phải chống đối tia chớp phương đông. Cách này không được. Tôi vẫn còn một cách cuối cùng. Còn cách cuối là cùng cách gì vậy? Có làm được không đó? Là cách gì? Nè, nghe thử. Chúng ta đã quá xem trọng lời của Phao-lô rồi. Phải. Xem lời của Phao-lô như lời Chúa. Vấn đề mà chúng ta vừa mới thảo luận rất quan trọng. Đúng vậy. Đây là chuyện ảnh hưởng đến việc Chúa có chấp nhận niềm tin ta đặt vào Chúa không? Có cất ta lên vương quốc thiên đàng không? Đúng đó. Có nhiều tín hữu trong giới tôn giáo đều cho rằng tin Chúa là tin vào kinh thánh, bám chặt kinh thánh tức là tin Chúa. Mọi người thử nói xem, quan điểm ở trên có đúng với lời Chúa không? Đức Chúa Giê-xu có từng nói giữ kinh thánh là tin Chúa không? Không có. Nếu như dựa vào quan điểm này, tin vào Đức Chúa Trời là tin vào kinh thánh, chúng ta phải làm mọi sự theo kinh thánh, giữ kinh thánh là tin vào Đức Chúa Trời. Mọi người thử nghĩ xem. Lúc đầu, thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pharisee Do Thái, họ tin Đức Chúa Trời đều dựa vào kinh thánh, họ tuân thủ kinh thánh, đúng không? Phải. Cuối cùng kết quả ra sao? Khi Đức Chúa Giê-xu xuất hiện làm công tác, họ lại không tiếp nhận dân phục. Ngược lại, họ còn phán xét và kết tội công tác của Đức Chúa Giê-xu chỉ vì nó vượt quá luật lệ cựu ước. Đồng thời, còn kết tội Đức Chúa Giê-xu là nói lời phạm thượng chỉ vì Ngài bày tỏ lời của Đức Chúa Trời. Họ đã đem Đức Chúa Giê-xu đi đóng đinh trên thập giá. Đúng vậy. Dựa vào sự thật vừa rồi, còn ai dám nói tin Chúa tức là tin kinh thánh, bám chặt kinh thánh tức là tin Chúa không? Đặt kinh thánh cao hơn mọi thứ trên đời thì có nghĩa là kính sợ Chúa và tán dương Chúa sao? Mù quáng tin vào kinh thánh và bám chặt kinh thánh thì nghĩa là dân phục và thờ phượng Chúa sao? Không đúng. Là thể hiện họ
làm theo Đức Chúa Trời sao? Người tin Chúa, nếu mù quáng tin vào Kinh Thánh, bám chặt Kinh Thánh, trong lòng lại không tán dương Chúa, không thực hành và trải nghiệm lời của Ngài, không tìm kiếm lẽ thật, bất tuân công tác và không đi theo dấu chân Đức Chúa Trời, thậm chí còn lấy chữ nghĩa trong Kinh Thánh ra điên cuồng chống đối lên án công tác của Đức Chúa Trời, họ có khác gì người Pharisee giả hình? Có khác gì những kẻ địch chống lại Đấng Christ chứ? Đúng vậy. Đúng phải. Nói không sai. Đức Chúa Giê-xu từng khiển trách người Pharisee: các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì các ngươi tưởng rằng Kinh Thánh có sự sống vĩnh hằng và Kinh Thánh làm chứng cho ta. Vậy mà các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Đức Chúa Giê-xu đã vạch trần rất rõ đức tin thiếu sót của những người Pharisee. Đức tin của người Pharisee chỉ dựa trên Kinh Thánh mà thôi, chuyện gì cũng dựa trên Kinh Thánh. Họ đặt Kinh Thánh cao hơn tất cả mọi sự, cho rằng giữ Kinh Thánh sẽ cho họ sự sống đời đời. Nhưng mà họ không tiếp nhận lẽ thật được Đức Chúa Giê-xu bày tỏ. Họ thà là giữ Kinh Thánh cũng không theo Đức Chúa Giê-xu. Họ ngoan cố bám vào Kinh Thánh, cố dùng những câu từ trong Kinh Thánh để công kích Đức Chúa Giê-xu, phủ nhận lên án lẽ thật Đức Chúa Giê-xu bày tỏ. Cuối cùng, bọn họ đã đóng đinh Đức Chúa Giê-xu trên thập giá. Cho nên, Đức Chúa Trời nguyền rủa họ, trừng phạt họ. Đúng phải. Đó cũng đúng. Có thể thấy, nếu tín hữu chỉ mù quáng tin vào Kinh Thánh, sùng bái Kinh Thánh, mà chối bỏ Đấng Christ nhập thể, loại trừ công tác và sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời, tín hữu như vậy chắc chắn không được Đức Chúa Trời khen ngợi. Đúng đó. Mọi người nói xem có phải không? Đúng là như vậy. Quá chính xác. Nó hợp lý quá ha. Xin mời mọi người cùng đọc lời của Đức Chúa Trời toàn năng. Được. Mọi người dở trang 944. Chúng ta cùng xem đi. Đức Chúa Trời toàn năng phán: từ khi có Kinh Thánh đến nay, niềm tin vào Chúa đã biến thành niềm tin vào Kinh Thánh. Thay vì nói mọi người tin Chúa, chi bằng nói họ tin vào Kinh Thánh. Thay vì nói họ đã bắt đầu đọc Kinh Thánh, chi bằng nói họ đã bắt đầu tin vào Kinh Thánh. Thay vì nói con người đã trở lại trước Chúa, chi bằng nói họ đã trở lại trước quyển Kinh Thánh. Như vậy, con người thờ phượng Kinh Thánh như thể là Đức Chúa Trời, như thể nó là huyết mạch của mình. Nếu mất đi Kinh Thánh, sẽ giống như mất đi mạng sống của mình. Mọi người xem Kinh Thánh cao bằng Đức Chúa Trời, thậm chí còn xem Kinh Thánh cao hơn cả Đức Chúa Trời. Nếu không có công tác của Đức Thánh Linh, nếu không cảm nhận được Đức Chúa Trời, họ vẫn sống tiếp được. Nhưng ngay khi họ mất đi Kinh Thánh trên tay, hoặc mất đi những chương và câu nói nổi tiếng trong đó, thì như thể họ mất đi mạng sống của mình. Họ chỉ tin vào sự hiện hữu của ta trong phạm vi của Kinh Thánh. Họ đánh đồng ta với Kinh Thánh là cùng một thứ. Không có Kinh Thánh thì không có ta. Không có ta thì không có Kinh Thánh. Họ chẳng chú ý gì đến sự hiện hữu của ta, chẳng chú ý đến hành động của ta, mà lại chú ý một cách đặc biệt mỗi câu trong Kinh Thánh. Thậm chí nhiều người còn cho rằng ta không nên làm bất cứ điều gì mà ta muốn làm trừ khi điều đó được tiên báo trong Kinh Thánh. Họ đã quá xem trọng quyển Kinh Thánh trên tay mình. Có thể nói, họ đã quá xem trọng từng lời lẽ ở trong đó, đến mức họ dùng các câu trong Kinh Thánh để so đo với từng lời ta phán ra, dùng lời lẽ trong Kinh Thánh để lên án ta. Cái họ đang tìm kiếm không phải là cách tương hợp với ta. Cái họ đang tìm kiếm không phải là cách tương hợp với lẽ thật, mà là tìm kiếm cách nào để tương hợp với những lời trong Kinh Thánh. Và họ tin rằng điều gì không hợp với Kinh Thánh đều không phải là công tác của ta. Những kẻ đó chẳng phải là con cháu ngoan ngoãn của người Pharisee sao?
người Pharisee Do Thái đã dùng luật pháp của Môi-se để kết án Giê-xu. Họ đã không tìm kiếm sự tương hợp với Giê-xu ở thời điểm đó, mà hết mực tuân theo luật pháp đến từng câu chữ. Đến mức cuối cùng bọn họ buộc tội Ngài không tuân theo luật pháp của Cựu Ước, định cho Giê-xu tội danh không phải đấng Mê-si. Cuối cùng họ đóng đinh Giê-xu vô tội lên thập giá trước mặt mọi người. Vậy bản chất của họ là gì? Chẳng phải họ đã không chịu tìm cách để tương hợp với lẽ thật đó sao? Họ chỉ lưu ý đến từng câu từng chữ trong Kinh Thánh, lại không chú ý đến ý của ta, lẫn các bước và phương pháp trong công tác của ta. Họ không phải những người tìm kiếm lẽ thật, mà là những người bám chặt câu từ. Họ không phải người tin Đức Chúa Trời, mà là những người tin vào Kinh Thánh. Nói thẳng thắn một chút, họ là những con chó giữ cửa của Kinh Thánh. Để bảo toàn lợi ích của Kinh Thánh, để đề cao chân giá trị của Kinh Thánh, và để bảo vệ thanh danh của Kinh Thánh, họ đã đi quá xa đến mức đóng đinh Giê-xu nhân từ lên thập tự giá. Bọn họ làm như vậy chỉ đơn thuần là để bảo vệ Kinh Thánh, chỉ là để duy trì địa vị từng câu từng chữ của Kinh Thánh trong lòng của mọi người mà thôi. Cho nên họ thà chấp nhận từ bỏ tương lai của mình, thà bỏ qua cơ hội chuộc tội, mà kết án tử hình một Giê-xu đã không tuân theo giáo lý Kinh Thánh. Chẳng phải bọn họ đều là tay sai cho từng lời trong Kinh Thánh sao? Lời của người thật đúng thật quá. Lời của Đức Chúa Trời toàn năng hoàn toàn đúng với chúng ta. Chị xem, chúng ta tin Chúa bao năm qua, thực sự đã xem Kinh Thánh như thể nó là Chúa. Như thể là mọi sự theo Kinh Thánh là tương hợp với ý Chúa, như thể thờ phượng Kinh Thánh thì Chúa ở cùng ta. Phải đó, mỗi đêm tôi đi ngủ còn đặt Kinh Thánh ở gần gối nằm nữa, cảm giác như Chúa đang đứng cạnh tôi bảo vệ cho tôi, trong lòng thấy rất bình an, còn ngủ rất ngon nữa. Tôi cũng vậy. Từ trước giờ chúng ta thường hay nói rằng mọi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đều đã nằm cả trong Kinh Thánh rồi, nhưng mà tôi không nhận ra rằng nói như vậy là đang tuyên xưng Đức Chúa Trời chỉ có trong Kinh Thánh, cho nên không tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời toàn năng. Sao chúng ta lại ngu muội vô tri như vậy? Thưa anh chị em, đúng vậy. Đức Chúa Trời toàn năng là người vạch trần hết những sai lệch và lỗi lầm lớn nhất trong đức tin vào Đức Chúa Trời của các cộng đồng tôn giáo. Phải rồi. Đối chiếu với kinh nghiệm bản thân về đức tin vào Chúa, xem ra chúng ta tin Chúa nhiều năm nhưng chưa hề thực hành hay trải nghiệm lời của Ngài, cũng chưa hề tìm kiếm lẽ thật trong lời của Chúa, chưa đạt được sự soi sáng của Đức Thánh Linh. Ta cũng chẳng tập trung tìm kiếm ý muốn của Chúa trong lời Ngài. Kết quả dẫn đến chúng ta chưa từng đi theo con đường của Chúa và cũng chưa bao giờ thật sự biết Chúa. Đúng vậy. Đúng. Chúng ta cứ nghĩ rằng nếu tin Chúa và học thuộc lòng vài đoạn Kinh Thánh thì sẽ có Đức Chúa Trời trong lòng. Rằng giải thích được vài câu trong Kinh Thánh thì nghĩa là đã biết về Ngài. Thậm chí còn có suy nghĩ sai lầm rằng chỉ cần biết diễn giải Kinh Thánh và nhớ được nhiều câu chữ thì sẽ trở nên tương hợp với ý Ngài. Đúng là như vậy. Đúng vậy. Đúng vậy. Mỗi người tin vào Chúa đều xem Kinh Thánh cao hơn mọi sự. Ở trong lòng của họ, Kinh Thánh đã thế vào chỗ của Chúa rồi. Đúng vậy. Đúng. Ai cũng nghĩ rằng tôn cao Kinh Thánh, bám chặt Kinh Thánh là tôn cao và làm chứng cho Chúa. Thật ra hành động này hoàn toàn lạc xa ý Chúa và con đường của Chúa. Đúng vậy. Đúng lắm. Phải đó. Mà thời kỳ sau rốt là thời gian then chốt Chúa xuất hiện công tác. Có rất nhiều người tin Chúa vẫn đang bám chặt Kinh Thánh, chờ đến khi thấy Chúa ngự trên mây trời xuống, mà không tìm kiếm công tác và lời phán của Đức Thánh Linh. Họ đã nghe Hội Thánh Đức Chúa Trời toàn năng chứng rằng Đức Chúa Giê-xu đã quay trở lại rồi, là Đức Chúa Trời toàn năng đang bày tỏ lẽ thật và phán xét trong thời kỳ sau rốt, vẫn chẳng tìm kiếm công tác của Đức Chúa Trời, thậm chí còn theo các mục sư trưởng lão giới tôn giáo chối bỏ, phán xét, lên án Đức Chúa Trời toàn năng, trở thành người tin Đức Chúa Trời mà lại chống đối Ngài, cuối cùng chỉ bị Ngài thải loại, bị ném vào đại họa chịu trừng phạt.
Những hậu quả đó đều là bởi vì người ta mù quáng tin và thờ phượng kinh thánh, hạn chế Đức Chúa Trời trong kinh thánh, và rồi trong vô thức họ bước theo con đường chống đối Đức Chúa Trời. Có lý á. Người Pharisee bám vào kinh thánh và chống đối Đức Chúa Giêsu, nên bị Đức Chúa Trời nguyền rủa. Sự thất bại của họ đã nói lên điều gì? Các tín hữu nếu chỉ biết bám chặt vào kinh thánh là quá sai lầm, mà chúng ta phải thực hành và trải nghiệm lời Chúa. Chúng ta phải tìm kiếm lẽ thật trong lời của Chúa, đạt được công tác của Đức Thánh Linh, nhất là trong thời khắc quan trọng Chúa tái lâm. Khi nghe thấy có người làm chứng Chúa đến, chúng ta phải chú tâm tìm kiếm công tác và lời của Ngài. Như vậy mới có thể theo dấu chân công tác của Ngài, mới được cất lên trước ngai Đức Chúa Trời, vui hưởng nguồn cung nước sự sống, đạt được lẽ thật và sự sống, nhận được sự cứu rỗi và vào vương quốc thiên đàng. Amen. Chúng ta có được con đường rồi. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời toàn năng nói rất chí lý. Điều các anh chia sẻ cũng rất thực tế. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta tin Chúa bao năm, nhưng chưa thật sự hiểu được quan hệ giữa Chúa và Kinh Thánh. Chúng tôi tin Chúa, nhưng không tán dương Ngài, mà còn xem trọng Kinh Thánh hơn cả Chúa. Xem những đoạn kinh điển trong Kinh Thánh quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Chỉ chú trọng ghi nhớ một số câu chữ chết trong Kinh Thánh mà chẳng thực hành trải nghiệm lời của Chúa, dân phục Chúa. Phải. Nhất là trong việc nghênh đón Chúa tái lâm. Tôi đã ngoan cố giữ Kinh Thánh. Tôi chưa từng nghĩ đến tìm kiếm công tác hay lời phán của Đức Thánh Linh. Phải. Đúng vậy. Đúng. Chính xác. Đúng rồi. Khi nghe có người làm chứng rằng Chúa đã tái lâm, là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài đã phán xét trong thời kỳ sau rốt, tôi cũng chẳng tìm hiểu. Còn theo các mục sư trưởng lão chống đối, lên án. Chúng ta tin vào Chúa như vậy thì có khác gì những người Pharisee giả hình đâu chứ. Tin Chúa mà chẳng biết mình đang chống đối Chúa. Đúng rồi. Quả thật là như vậy. Nếu Đức Chúa Trời toàn năng không tiết lộ, không nhờ vào những lời của Ngài, sẽ chẳng ai biết những sai lệch hoặc lỗi lầm trong đức tin của họ. Đúng vậy. Thật ra, trước khi Đức Chúa Trời phán hoặc bắt đầu công tác mới, thì việc chúng ta tin Chúa dựa theo Kinh Thánh là không có gì sai. Vì Kinh Thánh là lời chứng cho Đức Chúa Trời, ghi lại những công tác và lời Ngài trong thời đại luật pháp và thời đại ân điển. Đúng vậy. Chúng ta đọc Kinh Thánh và nhận biết sự hiện hữu của Ngài, biết được sự toàn năng và khôn ngoan của Ngài, cách Ngài tạo dựng và thống trị vạn vật. Có thể thấy được, ở trong hai giai đoạn công tác trước, Ngài đã nói những gì, đã làm những công tác gì. Còn có ý muốn của Ngài với nhân loại, yêu cầu đối với nhân loại, cùng với nhiều hành động của Ngài được tiết lộ cho nhân loại, vân vân. Đúng rồi. Đặc biệt là trong Kinh Thánh còn ghi lại, thời đại ân điển, Đức Chúa Giêsu làm công tác cứu chuộc ra sao, ban cho nhân loại ân điển dồi dào và lẽ thật, cho chúng ta thấy tình yêu và lòng nhân từ đích thực của Đức Chúa Trời. Đúng vậy. Nếu không có sự ghi chép trong Kinh Thánh, con người sẽ khó mà hiểu được công tác cũ của Đức Chúa Trời. Phải. Cho nên, Kinh Thánh là quyển sách kinh điển rất cần thiết cho các tín hữu. Kinh Thánh có giá trị rất lớn đối với những người tin Đức Chúa Trời và theo con đường đúng đắn của Ngài. Phải. Nhưng mà, cho dù Kinh Thánh quý giá cỡ nào, giúp cho con người nhiều đến mức nào, cũng không thể đại diện cho Đức Chúa Trời hay là công tác của Đức Thánh Linh. Càng không thể thay Đức Chúa Trời làm công tác cứu rỗi. Đây có phải sự thật không? Đúng vậy. Đức Chúa Trời là Chúa thụ tạo, khởi nguồn mọi sự sống. Suối nguồn sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, lấy cũng không hết, dùng cũng không cạn. Amen. Còn Kinh Thánh chỉ là một quyển sách ghi lại công tác trước đây của Đức Chúa Trời, sao có thể ngang hàng với Đức Chúa Trời được? Nói đúng lắm. Đúng rồi. Kinh Thánh là Kinh Thánh, Ngài là Ngài. Kinh Thánh và Đức Chúa Trời khác nhau. Đúng. Tin Kinh Thánh không có nghĩa là tin Đức Chúa Trời. Đúng vậy. Mọi người nói xem có phải không? Phải. Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Kinh Thánh chỉ ghi chép lời phán và công tác của Đức Chúa Trời. Còn Ngài thì đích thực và hằng sống, là nguồn cội của mọi sự sống. Kinh Thánh không thể so sánh được với Đức Chúa Trời. Ý, nghe cậu nói như vậy khiến tôi nhớ đến một câu chuyện. Có thể không hợp với tình huống này lắm, nhưng có thể làm rõ vấn đề. Kể cho tôi nghe. Có chuyện gì? Ngày xưa có một người cha
viết cho con trai mình một lá thư. Người con này suốt ngày cứ ôm chặt lá thư này, nước mắt tuôn như mưa, mong chờ cha mình về đoàn tụ với mình sớm một chút. Rồi đến một ngày, người cha không ngại đường xa trở về nhà. Mọi người thử đoán xem, người con không nhận ra ông ấy còn nói lá thư đó đã thay cha cậu ấy rồi. Theo mọi người, có phải đứa con này ngu ngốc quá không? Đúng vậy đó. Có phải nên bị người cha mắng cho một trận không? Thì đúng rồi. Ví dụ của chị Dương rất chính xác, giải thích được vấn đề. Đúng. Vậy thì xem ra trước đây chúng ta cho rằng Kinh Thánh đại diện cho Chúa, tin Kinh Thánh chính là tin Chúa. Quan điểm này chẳng xác đáng chút nào. Đúng đó. Đúng. Chị nói hoàn toàn đúng. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Nên tin Đức Chúa Trời không thể chỉ dựa vào Kinh Thánh. Điều quan trọng nhất là tin vào những gì Đức Chúa Trời phán và những gì Đức Thánh Linh làm. Đây là nguyên tắc quan trọng nhất về đức tin. Phải rồi. Nếu cả điều căn bản nhất về đức tin mà chúng ta cũng không biết, chẳng phải chúng ta vô tri quá sao? Đúng vậy. Như trong thời đại Ân Điển, Đức Chúa Giê-xu xuất hiện thực hiện công tác. Nếu người ta chỉ đọc Cựu Ước mà không tiếp nhận điều Đức Chúa Giê-xu nói và làm, thì có đạt được công tác của Đức Thánh Linh? Không được. Không có được Đức Chúa Giê-xu cứu đổi không? Không. Đúng. Rõ ràng là không. Thế thì thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Giê-xu quay trở về là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài đang bày tỏ lẽ thật và thực hiện các công tác phán xét. Ngay lúc này, nếu con người còn bám chặt Kinh Thánh và công tác của Đức Chúa Giê-xu, thì có đạt được công tác của Đức Thánh Linh và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không? Không đúng nào. Chắc không có đâu. Đúng. Cho nên, thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời toàn năng làm công tác mới. Chúng ta cần phải nghiên cứu thật kỹ những lời của Ngài, tìm ra lẽ thật, lắng nghe tiếng của Ngài, đi theo dấu chân công tác của Ngài. Không sai. Còn phải trải nghiệm sự phán xét và hình phạt của lời Ngài. Chỉ có trải nghiệm công tác của Ngài, ta mới tìm được lẽ thật, hiểu về Ngài. Đúng. Được làm cho tinh sạch, được cứu rỗi. Đúng vậy. Đức tin như vậy mới được Đức Chúa Trời khen ngợi. Amen. Tạ ơn Chúa. Cuối cùng tôi cũng thông suốt rồi. Đức Chúa Trời làm công tác, chúng ta phải theo Ngài. Đúng vậy. Mọi người hiểu được.